Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Sáng nay dậy thì là bà ngoại sói dậy sớm. Bà ngoại ăn sáng rồi là bà ngoại lại ra ngoài dọn dẹp ở ngoài bể bơi cho nhà sói này. Sau đấy thì mình dậy. Em sói thì có dậy ở bên phòng em ấy, rồi là em ấy chạy sang phòng mình xong ôm ấp mẹ xong cũng nằm ra giường mẹ ngủ luôn chứ. Thế là mình để cho em ấy ngủ một tí. Vì là như mọi người biết hôm qua em ấy không có cái giấc ngủ trưa ấy. Sáng hôm qua em ấy dậy thì em cứ díu mắt vào vì là 2 ngày liền không có cái giấc ngủ trưa nào cả. Thế là mình để cho em ấy nằm ở trên phòng của mình, em ấy ngủ và mình ra ngoài làm đồ ăn sáng. Thì mẹ vừa làm đồ ăn sáng xong thì sói lại chạy ra. Thế là hai mẹ con cùng hì hụi, mẹ vừa nấu ăn vừa cho em ăn sáng. Sáng nay em ăn cereal với lại đào ngâm và sữa tươi. Rồi là sau đấy em ngồi chơi với bà để mình đi giặt quần áo này, phơi quần áo này, gập quần áo này. Bây giờ thì đang định đi vào để là áo sơ mi cho ba sói. Thì sói cứ kéo tay mẹ vào đây ngồi chơi, cứ không để cho mẹ đi. Có khi mình phải nhờ mẹ mình chạy sang đây ngồi chơi với em sói để mình là áo cho ba sói. Bà ngoại cũng muốn là quần áo con ạ. Bà ngoại cũng có quần áo để về là nữa. Con có biết không? Sau đấy thì hôm nay mình đặt lịch cho mẹ mình đi tiêm cái mũi whooping cough ấy, là cái mũi mà hôm mình đi tiêm lúc mình bầu, đi kiểm tra định kỳ bầu bí ở tuần thứ 28 ấy, mọi người có nhớ không? Cái mũi đấy mình đã chia sẻ vì sao mà mọi người tiếp xúc với em bé trong tháng đầu tiên phải tiêm cái mũi đấy ở cái vlog cập nhật tình hình bầu bí ở tháng thứ, nếu mình nhớ không nhầm thì là ở tháng thứ 7 hay tháng thứ 6 gì đấy. Mình có chia sẻ về cái đấy rồi. Và ở trong vlog mình cũng đã nói rồi. Bạn nào chưa xem thì các bạn có thể vào trong kênh của mình và xem cái vlog đấy mọi người nhá, để biết thêm về cái mũi tiêm đấy. Rafi, còn em sói thì là mình sẽ phải mang cái cuốn nhật ký tiêm phòng của em ý xuống dưới bác sĩ ngày hôm nay để bác sĩ kiểm tra xem là em ấy có cần phải tiêm mũi đấy không. Vì như mọi người biết là em sói là sinh ra ở New Zealand và New Zealand thì không có cái whooping cough đấy. Nhưng mà khi em ấy sang đây là em ấy được 11 tháng thì em ấy lại tiếp tục tiêm phòng ở đây những cái mũi kế tiếp ấy. Và ở bên này ấy, thì khi mà trẻ con sống ở Úc này hay là chuyển từ đâu đến ấy, thì người ta sẽ kiểm tra hết cái lịch sử tiêm phòng để người ta đảm bảo là sẽ cập nhật cái tiêm phòng đấy cho tất cả các trẻ em đều phải giống nhau để làm đồng loạt, tức là cùng một cái hệ thống miễn dịch ấy. Đấy, thế nên là em sói thì mình tin là hôm qua mình có gọi điện thì y tá họ cũng tư vấn, y tá chuyên về cái mảng tiêm phòng trẻ con, trẻ em thì họ cũng đã tư vấn là với cái lịch sử tiêm phòng của em sói thì người ta nghĩ là em sói đã cập nhật rồi và em sói sẽ không phải tiêm cái mũi whooping cough đấy nữa. Thế nhưng mà cứ cứ đặt lịch ngày mai đến gặp bác sĩ, sau đấy thì người ta lại gọi điện lên cái trung tâm bảo vệ trẻ em bên này ý, để người ta kiểm tra cái mã số khám sức khỏe của em ý để người ta khẳng định lại một lần nữa con nha. Hy vọng là em không phải tiêm, bởi vì tiêm cái mũi đấy xong ấy thì nó bị cứng, bị đau bắp tay con ạ. Ôi trời, hello. Hi Rafi. Hi Raphael. Yes. Oh, what is that? Oh, what is this? This one? You want to see yourself? Oh yeah. Hello. Rafi vlogging. Say hello. Hello. Hello everybody. Hiya. Hi. Để mẹ gọi bà sang đây ngồi chơi với em nhé. Vì là bà cũng chưa biết sử dụng cái bàn là nhà mình đâu. Bàn là hơi phải đổ nước vào. Mẹ ơi, cái bàn là đấy là bàn là hơi phải đổ nước vào mới dùng được mẹ ạ. Thế để con là trước cho, tại vì là con phải là mấy cái áo sơ mi cho ba nó mà. Mẹ sang đây ngồi chơi với sói hộ con với. Con ngồi xếp tàu với bà đi nhá. Ngồi xếp tàu với bà nhá. Đây. Gọi mẹ xong cứ đòi con ngồi xuống cái góc này thôi. Ngồi xuống. Sit. Cứ sit. Được khoe cái gì? Đấy, thế con ngồi chơi với bà nhé, mẹ là quần áo cho ba. Ok. Ôi giời. Cái chú đấy hát giống cải lương Việt Nam quá. Ai ê. Đứng lên trên bàn như thế.
đồ chơi ở trong góc đấy nữa bà, đồ chơi ở trong góc nữa, tài sản. Sói đưa bà đi tiêm, đưa bà ngoại đi tiêm. Ngó nghiêng gì con, đi thẳng hàng, tập trung chuyên môn. Hai bà cháu đang ngủ đợi bác sĩ. He just trying to tidy up. Oh, yeah. Okay, tidy up. Now this is our book, but this one you can tidy up. Good boy. So, with you. Cả nhà vừa đi tiêm về đây và hôm nay thì chỉ có bà ngoại phải tiêm thôi. Em sói thì sau khi bác sĩ với lại y tá họ kiểm tra cái quyển sổ tiêm của em ấy thì họ nói là em ấy không phải tiêm cái mũi đấy. Em ấy đã có đầy đủ tất cả các cái mũi tiêm rồi. Và trưa nay thì mình mua chim xăm về để một lát nữa cho sói ăn trưa này, và mua kimbap về để mình với mẹ ăn trưa nữa. Trưa nay mình sẽ không nấu cái gì cả, chỉ thong thả thư giãn ăn trưa thôi. Lúc mà đi khám bác sĩ về ấy, thì mình cũng định là hôm nay có khi là sẽ đi ra trung tâm mua sắm để mua bát nhựa, đĩa nhựa với cốc nhựa, cốc giấy, bát giấy, đại loại là những cái loại dùng một lần ấy, để chuẩn bị cho tiệc em bé ngày thứ 6 này. Thế nhưng mà sau lại nghĩ là thôi để đến ngày mai đi ấy, vì ngày mai mình cũng cần phải đi siêu thị để mua hoa quả với các thứ mà. Và ngày mai đi thì là sáng mai mình sẽ đưa em sói đi nhóm chơi thứ 5 như bình thường. Sau đấy thì là đi nhóm chơi về thì hai mẹ con bà cháu sẽ đi siêu thị để mua những cái đồ chuẩn bị cho tiệc em bé ngày thứ 6. Rồi là sẽ về nhà trước tầm 3 giờ, vì là 3 giờ mình có người đến để người ta mua cái đống gạch mà nhà sói nhấc ra để thay vào đấy là trải thảm cỏ ngoài bể bơi ý. Thì người ta mua này. Chói kia. Tối hôm qua là mẹ sói không phải vào phòng em sói một tí nào luôn. Như mọi người biết là mình đang giãn ra với em sói ấy, để em sói quen là khi không có mẹ thì có bà ngoại hoặc có ba. Thì em ấy vẫn có thể gọi là quen với những thói quen hàng ngày của em ấy, như là đi ngủ rồi ăn uống các thứ ấy. Tối hôm qua thì bà ngoại cho sói đi ngủ, sau đấy thì nửa đêm sói có khóc thì ba sang phòng, ba vỗ về em ấy và em ấy quay lại ngủ đến sáng luôn. Nhưng mà sáng ra dậy cái là chạy sang phòng mẹ, ôm ấp mẹ. Chắc là kiểu em biết ấy, em biết là kiểu mẹ đang giãn ra ấy. Có cơ hội nào bây giờ là kéo tay mẹ đòi mẹ vào chơi cùng, chứ bình thường như trước đây là toàn mẹ làm việc gì thì mẹ làm, còn em thì em chơi em cứ chơi ấy. Ôi trời, ôi trời ơi. Bà nhìn đồ chơi này. Đấy. Lôi đồ chơi hết ra thế này đây này. Mà hôm nay thế nào lại được thể hay sao, dở hết ra, túi nào cũng dở ra. Đấy. Khoe đồ chơi với bà con. Xong rồi con phải dọn vào đấy nhá. Nghe chưa? Tối hôm qua là mẹ dọn đấy nhá. Mẹ sang phòng mẹ nhìn thấy mẹ dọn đấy nhá. Where's Thomas? Where's Thomas? Rafi. Rafi, can you say cheeky monkey? Cheeky monkey? What? It's not drum. Còn đấy có phải cái trống đâu con, đấy là cái đàn mà. No. It's not a drum. Cheeky. Wow. Wow. Ting vi, ting vi, ting vi. Ting vi sẽ chi ra trống. It's the guitar. It's not Thomas. It's the guitar. Đấy là cái điều khiển cho em Thomas thì đúng rồi. Thế nhưng mà đấy không phải là em Thomas. Ở nhà mình với ba sói hay gọi sói là Chicky Monkey. Sang bên nhà ông bà Hà Nội cũng thế, nên là hôm qua em ấy nói rất rõ. Mẹ có nghe lần nào sói nói không? Hôm qua ấy cứ ngồi Chicky Monkey. Tự nhận à con? Hả? Ta 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 ta. Cái loa iPad của mẹ con nghĩ là nó bị hỏng rồi mẹ. Ờ, nó hỏng ở loa ngoài. Chứ mẹ nghe tai phone thì nó vẫn bình thường đúng không? Con bình thường. Bà ngoại đang xem vlog ngày hôm qua. Mẹ xem ở trong TV, trên TV to không? Con bật hẳn TV to ngoài kia. Raphael.
Chơi một tí đi xong rồi ăn trưa con nhỉ. Chơi một tí xong rồi ăn trưa. Xong rồi chọn dẹp, xong rồi chú đi chứa, xong rồi đi nụ trưa. Nhá. Mẹ phải thử cho anh xem có rất nụ trưa. Từ sáng đến giờ thì mẹ sói mới là được hai cái áo cho ba sói thôi, còn hai cái áo nữa. Là được một cái váy cho bà ngoại với hai cái áo sơ mi cho bà ngoại. Chơi chơi loanh quanh một lúc đây xong này, ăn trưa xong này, sói đi ngủ trưa này. Thì mình sẽ lại đi nốt là nốt áo cho ba sói. Và mọi người biết hôm nay là thứ mấy không? Hôm nay là thứ tư. Hôm nay là thứ tư và hôm nay là ngày 8 tháng 3 nữa. Chúc mọi người một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Còn nhà sói tối nay như thứ tư thì là nhà sói sẽ đi vào trong thành phố ăn tối, đón ba sói. Và hôm nay có cả bà ngoại nữa. Thì bên này 8 tháng 3 họ không có những cái như nhà mình đâu. Mình đưa mẹ mình đi siêu thị, mẹ mình cũng không nhìn thấy họ gọi là băng rôn khẩu hiệu hay là bán đồ kiểu mang ý nghĩa ngày 8 tháng 3 mẹ nhỉ? Không như là, không như ở Việt Nam. Ngày 8 tháng 3 cũng như tất cả các ngày bình thường khác. 360 ngày đều là 8 tháng 3 rồi. Đấy, bà ngoại bảo 365 ngày sống hạnh phúc vui vẻ thì cũng đều là 8 tháng 3 rồi. Raffi, Raphael. Yes. Oh. Wow. Yes. Yes. Ring. Ring, ring, Rosie. Raffi. Hey, look. Look, Baba. Hello. Bo. Cái đấy là quả bóng gặm răng của con đấy, con còn nhớ không? Để dành cho Chích nhá. Để dành cho em Chích nhá. Ôi dồi ôi, ngồi trước đống đồ chơi gọi là toán loạn như thế này biết chọn cái gì để chơi bây giờ. Ừ? Lôi hết ra thế này á. Ôi là đánh nhau ạ. Là đánh nhau, là tranh giành nhau. Bà yên tâm, ngày mai đi chơi nhóm chơi thứ 5 bà sẽ thấy. Bà sẽ thấy nếu mà cháu đã cầm cái ô tô rồi mà bạn nào đến mà lấy ô tô là bắt đầu chân tay cháu rung lên. Ôi dù cháu gồng lên. Xong rồi cháu hét. Ôi giời ơi. Vâng, run lên. Ôi giời. Mà đúng nhá mẹ nhá. Trẻ con mà con trai thì toàn là ô tô với các thứ. Còn mấy đứa con gái thì cứ búp bê. Hôm qua giờ đến cái trong cái chỗ đi khám đấy. Giờ cái tủ ra toàn búp bê nó phất lờ. Không buồn gì. Mà em rất là ý thức hôm nay ở chỗ bác sĩ đấy. Em dở đồ chơi ở trong cái thùng ra xong rồi. Mẹ bảo là chuẩn bị xong rồi. Đi cất đồ đấy đi để chuẩn bị đi ra ngoài nào. Em cũng biết ngồi nhặt các thứ cho lại vào thùng. Con nhỉ? Ê chè. Ây chà. Ây tập 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 tập. Đồ chơi của sói hai ngày hôm nay là giải rác từ trong phòng ra đến ngoài bếp, ra đến ngoài phòng khách rồi đấy nhá. Con nhá. Chơi một lúc đi xong mẹ cho ăn chín chấm. Yeah. Cần kiểm tra lại không? Ủa? Thấy bà xem iPad là cũng bon chen, nghĩ là bà xem cái gì phần hình đấy. Right. Sit with Nana. Yeah, sit next to Nana. Come on, baby. Oh, blub, blub, blub. Hi, baby. Hi baby, do you love mommy? Do you love mommy? Monkey, monkey wee monkey, chicky wee monkey.
ba mẹ con vừa đỗ xe và bây giờ sẽ đi bộ ra nhà hàng ăn để gặp ba sói. Hôm nay mẹ sói tìm được chỗ đỗ xe có 10 đô cả tối thôi. Còn bình thường nhà sói hay đỗ ở cái chỗ lần trước ấy thì toàn là 15 đô. Bà ngoại lạnh, bà ngoại không chịu được đi vào những cái chỗ có điều hòa. Nên là bà ngoại lại mặc quần legging với lại áo sơ mi. Raphael. Bây giờ mẹ sói phải tìm đường để ra ngoài đã. Mẹ đợi con một tí. Yes. Raphael. Hello, baby. How are you, baby? Chicky monkey. Hi, Chicky monkey. Raphael, 1, 2, I'm going. Yes. You're going to have shower now? Yeah. Go have a bath. Yeah, and then go have Mickey. And night night. Yeah, can you say bye-bye?
Bye. Rafi, can you say bye bye? Please. Rafael, xuống xe cái tự nhiên đi lại đảo đảo như say rượu thế à con? Hả? Con mệt à? Trưa nay con ngủ mà. Nhà cháu vừa về đến nhà đây. Bây giờ cũng muộn rồi, bây giờ phải là 9:20 rồi con nhà. 9:20, 9:30 rồi đấy ạ. Cho em đi tắm nhá, tắm cho chị sữa rồi đi ngủ nhá. Ok. Chicky monkey. Bye bye. Can you say bye bye? Buffy. Bye. See you tomorrow. Bye bye, where's Nana? Where's Nana? Nana! Uh-oh. Về đến nhà rồi đây. Và tối nay thì nhà sói ăn no quá. Bà ngoại không ăn hết nổi suất pad thai của bà ngoại, lại phải lấy hộp để mang về. Ngày mai thì là ngày kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ sói. Thế nhưng mà hôm nay coi như là đi ăn mùng 8 tháng 3 và ăn kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng luôn. Vì là như mọi người biết là ba sói đi làm từ sáng sớm ấy, xong rồi về rất là mệt, nên là mình cũng không muốn là ngày mai hai vợ chồng lại đi ra ngoài để cho ba sói có thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa là thứ sáu thì mình lại có cái tiệc em bé nữa. Nên là thôi ba mẹ sói sẽ gọi là ăn mừng ngày kỷ niệm ngày cưới bằng cách là nằm nhà ngủ thật là sớm tối ngày mai. Bây giờ thì mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây này, cho em sói đi tắm, pha sữa cho em sói và cho sói đi ngủ để sáng mai còn đi nhóm chơi ngày thứ năm nữa. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn, và nhà sói sẽ hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé. Bye. Rafi say bye bye. Bye bye. Say bye. Bye bye, and then we go have shower. Bye. Con nói bye bye đi để chuẩn bị đi tắm nè. Now. Bye. Come on. Now. Về đến nhà nhìn thấy đồ chơi là lại mải chơi đấy ạ. Come on, bye. Bye, Rafi. Con giơ tay lên. Hi. Bye. Bye. Đá lại mẹ đấy, đá lại mẹ đấy. Đấy là hành động đá lại mẹ đấy nhá. Nhá, nhá. Giò đang duyên. Bye bye.